Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Triệu Lệ Dĩnh từng bật khóc khi biết tin Trần Hiệu cầu hôn Trần Nhân Hy. Có lẽ những tổn thương trong mối tình với Trần Hiệu đã khiến Triệu Lệ Dĩnh suy sụp suốt một thời gian dài. Thời gian gần đây, những tin tức Trần Hiệu và Trần Nhân Hy ly hôn lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của netizen. Tất nhiên, tính tin đồn một thời của Trần Hiệu là Triệu Lệ Dĩnh không tránh khỏi việc bị khơi gợi lại chuyện cũ, và Trang Sohu cho biết chính cô cũng từng bị ảnh hưởng sâu sắc đến mức tổn thương suốt một thời gian dài. Mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiệu được cho là bắt đầu từ trên trường quay bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ. Những hành động thân mật, lời nói mập mờ của họ mỗi khi xuất hiện trước ống kính đều khiến công chúng phải nghi ngờ về khả năng phim giả tình thật. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng, đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ thái độ lặng tránh mỗi khi được hỏi về tin đồn tình ái giữa cô và Trần Hiệu. Có lẽ, nữ diễn viên Hoa Thiên Cốt không muốn những vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm của mình bị dư luận chú ý một cách thái quá. Cho đến một ngày vào năm 2015, showbiz Hoa ngữ bất ngờ trước những hình ảnh hẹn hò của Trần Hiệu và Trần Nhân Hy. Để rồi chỉ một năm sau đó, cặp đôi thần điêu đại hiệp đã quyết định tiến đến hôn nhân sau khi đằng gái mang thai. Truyền thông Trung Quốc cho biết, thời điểm Trần Hiệu tạo nên một màn cầu hôn lãng mạn dành cho Trần Nhân Hy tại bên bờ sông Seine, Pháp, khiến cho Triệu Lệ Dĩnh biết tin đã bật khóc trong phòng. Trong một buổi phỏng vấn sau đó, Triệu Lệ Dĩnh có bày tỏ cô sẵn sàng trả giá vì tình yêu, nhưng sự chân thành ấy chỉ đổi lại những đau thương. Nguồn tin cho biết, người đẹp 8X đã thật sự suy sụp sau chuyện tình với Trần Hiệu và cuối cùng là chứng kiến anh hạnh phúc bên người khác. Mối tình tượng trưng như khắc cốt ghi tâm ấy đã kết thúc một cách không trọn vẹn và người bị tổn thương nhất vẫn là Triệu Lệ Dĩnh. Rất nhiều người tin rằng mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiệu không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp ghép cặp để quảng bá cho phim như đàn trai vẫn nói. Ngay cả Vu Chính, sếp cũ của Trần Hiệu cũng là nhà sản xuất của Lục Trinh Truyền Kỳ, đã từng ngầm ám chỉ về chuyện tình của cặp đôi này bằng một bài viết trên Weibo. Chàng trai và cô gái nên duyên nhập phim, sau đó họ đóng vai chính và nảy sinh tình cảm. Cô gái rất yêu chàng trai, mà chàng trai lại cảm thấy rất bí bách. Cô gái càng lúc càng nổi tiếng, chàng trai luôn muốn chứng minh bản thân, nhưng mãi cứ dậm chân tại chỗ. Sau đó họ không từ mà biệt, chia tay rồi. Nhiều năm trôi qua, chàng trai kết hôn, cô gái cũng lấy chồng. Có lần chàng trai say khướt và nói với bạn bè, anh vẫn luôn yêu cô gái, chỉ là khi ấy còn quá trẻ và tùy hứng. Hiện tại, cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiệu đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Triệu Lệ Dĩnh có một cuộc hôn nhân thất bại, nhưng cô vẫn mạnh mẽ đứng lên, tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc con trai. Còn hôn nhân của Trần Hiệu lại đang trên bờ vực đổ vỡ dù mối tình ấy từng lãng mạn và ngọt ngào như câu chuyện cổ tích. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.